Mình xin chào tất cả mọi người gần xa trên khắp mọi miền đất nước đã trở lại kênh YouTube Anh Khoa Săn Bắt Ẩm Thực. Lời nói đầu tiên, mình xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả các mọi người gần xa trên khắp mọi miền đất nước nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Kênh YouTube của mình đây là một sân chơi giải trí dành cho những người đam mê chiên cò giống như mình nhé. Đồng thời cũng là một nơi để giao lưu và học hỏi các tiền bối đi trước mình một bước. Sau đây là một màn bẫy bìm bịp nha mọi người. Mời mọi người hãy theo dõi hết clip này nha. Mọi người xem video thấy hay thì hãy ủng hộ mình, cho mình xin một like và một chia sẻ nha.
Thank you.